Việt Sử Toàn Thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, có lẽ trong chúng ta khi nhắc về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, ai cũng đều biết đến những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đúng không ạ? Thế nhưng, hiếm ai biết rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thiên tài quân sự, là vị chỉ huy vạch chiến lược, còn áo bào ra trận, đánh đông dẹp bắc, xông thẳng vào trận tiền, gầm thét giữa súng đạn, đó chính là Đại tướng Lê Trọng Tấn. Từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng cho đến biên giới, ở trong những chiến dịch quan trọng nhất, các chiến trường khốc liệt nhất đều có sự xuất hiện của Đại tướng Lê Trọng Tấn. Vậy tài quân sự của Đại tướng Lê Trọng Tấn đã khiến quân địch kinh hồn bạt vía như thế nào? Tất cả sẽ được tiết lộ trong video của Việt Sử Toàn Thư. Đại tướng Lê Trọng Tấn, tên thật là Lê Trọng Tổ, bí danh Ba Long, khi ở chiến trường miền Nam, hy sinh ngày 1 tháng 10 năm 1914 tại làng Nghĩa Lộ, xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. Đây là làng Nghĩa Lộ, thôn An Định, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Trong một gia đình trí thức có truyền thống cách mạng, ông tham gia Việt Minh từ năm 1944. Lúc đầu ông được phân công làm công tác địch vận tại khu vực Hoàng Mai, Hà Nội. Tháng 3 năm 1945, ông là thành viên trong Ủy ban chuẩn bị khởi nghĩa tỉnh Hà Đông, được cử về tuyên truyền, tổ chức và xây dựng lực lượng vũ trang tại Ứng Hòa, La Khê, La Cả, Hà Đông. Tháng 8 năm 1945, ông tham gia vào Ủy ban khởi nghĩa Hà Đông, phụ trách quân sự. Sau đó ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, tháng 12 năm 1946, ông chỉ huy tiểu đoàn 60, trung đoàn 37 chiến đấu tại mặt trận Hà Đông, một cửa ngõ quan trọng phía Tây thủ đô. Ông tổ chức diệt đồn Đồng Quan và giành thắng lợi trận đầu tiên. Ngày 23 tháng 8 năm 1947, ông được bổ nhiệm giữ chức khu trưởng khu 10 khi đang giữ chức trung đoàn trưởng trung đoàn Sơn Tây. Ngày 25 tháng 1 năm 1948, ông được bổ nhiệm giữ chức phó chủ tịch khu 10. Năm 1949, theo quyết định của Bộ Tổng Chỉ huy, trung đoàn 209, chủ lực đầu tiên của liên khu 10 chuyển thành trung đoàn mạnh trực thuộc bộ mang danh hiệu Trung đoàn Sông Lô. Khi đó ông là Phó Tư lệnh Liên khu 10, được bổ nhiệm là Trung đoàn trưởng kiêm chính ủy đầu tiên của Trung đoàn. Đại tá Đặng Văn Việt, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174, đơn vị cùng được giao nhiệm vụ trong chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950, kể lại. Lê Trọng Tấn chỉ huy Trung đoàn 209, được giao nhiệm vụ di chuyển từ hướng Nam lên, tấn công pháo đài Đông Khê. Lệnh nổ súng lúc 6 giờ ngày 16 tháng 9 năm 1950, nhưng anh Tấn bị lạc đường. Đến 18 giờ chúng tôi mới gặp được nhau. Mặc dù vậy, khi hội quân, chúng tôi đã bàn bạc với nhau rất ăn ý. Đến trưa ngày 18 tháng 9, hai trung đoàn chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đập tan cứ điểm Đông Khê, mở màn cho thắng lợi chiến dịch biên giới. Chiến thắng biên giới năm 1950 được đánh giá là một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước ngoặt cơ bản, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên giành thắng lợi quyết định. Ngày 27 tháng 12 năm 1950, Đại đoàn 312 được thành lập. Ông là đại đoàn trưởng kiêm chính ủy đầu tiên khi mới 36 tuổi. Với những bài học từ thực tiễn chiến trường và trưởng thành trong chiến đấu, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại đoàn 312 do ông chỉ huy là đơn vị đánh trận mở đầu thắng lợi vào cứ điểm Him Lam ngày 13 tháng 3 năm 1954. Sau thắng lợi này, Đại đoàn 312 tiếp tục được lệnh bám sát địch để đón thời cơ tổng công kích. Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, một đơn vị của Đại đoàn 312 đã tấn công vào sở chỉ huy của Pháp, bắt sống tướng Đề Cát Chi cùng Bộ Tham mưu Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Sau này Đề Cát Chi cho biết, ông ta có vinh dự được làm bại tướng dưới tay Lê Trọng Tấn và đại đoàn của ông. Năm 1964, khi tình hình chiến tranh bắt đầu có những biến đổi lớn cả về mặt chính trị, quân sự, cả ở đô thị, nông thôn và vùng rừng núi, Mỹ buộc phải chuyển hướng chiến lược từ chiến tranh đặc biệt sang chiến tranh cục bộ. Tướng Lê Trọng Tấn và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đặc phái vào miền Nam giải bài toán đánh Mỹ. Tướng Lê Trọng Tấn đảm nhiệm cương vị Phó Tư lệnh, Ủy viên Quân ủy Quân Giải phóng miền Nam, đồng thời ông trực tiếp làm tư lệnh của nhiều chiến dịch. Theo Đại tá Nguyễn Nhật Minh, thư ký riêng của Đại tướng Lê Trọng Tấn, sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968, trong quân đội ta, nhiều người đã có tư tưởng đánh Mỹ ngụy bằng chiến tranh du kích hay chiến thuật nhỏ lẻ bằng bộ đội đặc công. Nhưng Lê Trọng Tấn kiên quyết phản đối. Ông muốn đánh theo phương châm, nếu đủ quân số thì phải đánh cấp chiến dịch. Quân số cấp sư đoàn phải đánh trận sư đoàn, chứ không được đánh trận cấp tiểu đoàn.
Nhiều quân nhân cấp dưới khi nghe ông phân tích, rút kinh nghiệm với nhiều cán bộ đã bật khóc. Cuối cùng đều tin tưởng vào sự chỉ huy của Lê Trọng Tấn. Chính vì vậy mà chúng ta đã có cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và tổng tiến công năm 1975. Với thắng lợi lớn từ đòn tiến công chiến lược Tây Nguyên làm suy sụp tinh thần chế độ Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Sài Gòn, Bộ Chính trị chỉ thị nhanh chóng đánh chiếm Huế, Đà Nẵng. Ngày 24 tháng 10 năm 1973, Quân đoàn 1, Binh đoàn Quyết Thắng, binh đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của quân đội ta, bao gồm cả Sư đoàn 312 được thành lập. Khi đó, Thiếu tướng Lê Trọng Tấn được giao là tư lệnh đầu tiên. Tháng 3 năm 1975, ông được chỉ định làm tư lệnh chiến dịch giải phóng thành phố Huế, Đà Nẵng. Tháng 4 năm 1975, ông là phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kiêm tư lệnh cánh quân phía Đông, gồm quân đoàn 2, quân đoàn 4, sư đoàn 3, tấn công vào Sài Gòn. Theo kế hoạch chiến dịch Hồ Chí Minh, 5 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, các hướng đồng loạt nổ súng tiến công vào Sài Gòn. Với óc phán đoán, phân tích chiến lược tình hình, Trung tướng Lê Trọng Tấn đã đề nghị quân ủy cho cánh quân của mình nổ súng trước các hướng khác. Lý do là lực lượng ta còn cách vùng ven từ 15 cho đến 20 km, phải vừa đánh vừa tiến quân, lại phải vượt sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Nếu cùng nổ súng sẽ không đến kịp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc bấy giờ đã chuẩn y cho cánh quân phía Đông đánh vào 18 giờ chiều ngày 29 tháng 4 theo lời đề nghị của Trung tướng Lê Trọng Tấn, sớm hơn giờ G 12 tiếng. Cánh quân phía Đông do tướng Lê Trọng Tấn chỉ huy là đơn vị đầu tiên tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập, bắt sống và buộc chính quyền của Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân dân ta. Trong hơn 30 năm tham gia trận mạc, Đại tướng Lê Trọng Tấn có mặt ở hầu hết các chiến trường, nhưng có hai chiến dịch lớn quan trọng ghi dấu ấn trong cuộc đời trận mạc của Đại tướng, chính là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng Lê Trọng Tấn lần lượt đảm nhiệm các chức trách Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân, Viện trưởng Viện Khoa học Quân sự, Giám đốc Học viện Quân sự cao cấp, Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhưng đáng nói hơn, ông là tư lệnh của những chiến dịch lớn và quan trọng trên các chiến trường quyết định Bình Giã, Đồng Xoài, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Đường Chín Nam Lào, Mặt trận Trị Thiên, B5, tư lệnh chiến dịch Huế, Đà Nẵng, tư lệnh cánh quân Duyên Hải do chính ông đề xuất thành lập, tiến vào Sài Gòn sớm nhất năm 1975. Tư lệnh chiến dịch biên giới Tây Nam năm 1978, năm 1979 và biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979. Lúc đó đã gần 70 tuổi, Đại tướng Lê Trọng Tấn vẫn khoác áo lính ra trận. Lê Trọng Tấn là vị tướng trận mạc, ông luôn có mặt ở những chiến trường gai góc, ác liệt và nóng bỏng nhất, có khả năng làm xoay chuyển cục diện trận đánh, trăm trận trăm thắng. Các nhà khoa học quân sự và quân đội các nước anh em kính nể học tập ông về tài năng, đức độ và tầm nhìn chiến lược, chiến thuật, nghệ thuật quân sự kiệt xuất. Các cán bộ, chiến sĩ yêu mến gọi ông là Gieo Cốt của Việt Nam, luôn đoàn kết, một lòng tin tưởng vào tài năng, đức độ, thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn và quyết đoán của mình. Năm 1973, trong một cuộc gặp gỡ với các tướng lĩnh Việt Nam, Chủ tịch Cuba Fidel Castro bắt tay tướng Lê Trọng Tấn rồi tươi cười hỏi mọi người xung quanh: "Đây có phải là vị tướng đánh hay nhất Việt Nam phải không?" Đại tướng Võ Nguyên Giáp vui vẻ trả lời: "Đúng, đây là một trong những vị tướng giỏi nhất Việt Nam qua các thời đại." Trong hội thảo kỷ niệm 10 năm ngày mất của Đại tướng Lê Trọng Tấn vào tháng 12 năm 1996, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh giá tướng Tấn xứng đáng hai lần anh hùng do đã chỉ huy quân xuất sắc bắt sống tướng Đờ Cát ở Điện Biên Phủ vào năm 1954 và bắt sống nội các Ngụy Sài Gòn 21 năm sau. Cả cuộc đời mình, Đại tướng mang hết tài năng và nghị lực phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng, đồng thời có nhiều đóng góp lớn trong phát triển sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam, động viên mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta, góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến cứu nước của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trong bài phát biểu của mình tại hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Lê Trọng Tấn, ngày 1 tháng 10 năm 1914, ngày 1 tháng 10 năm 2014, đã viết về ông: "Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Trọng Tấn là tấm gương sáng của người cộng sản.
tên tuổi, sự nghiệp cùng những chiến công vang dội của đồng chí gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Tấm gương của người chiến sĩ Cộng sản Lê Trọng Tấn mãi trường tồn để mỗi chúng ta, nhất là cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và thế hệ trẻ cả nước học tập, noi theo. Thưa quý vị, nhắc đến Đại tướng Lê Trọng Tấn, người ta thường gọi ông là thiên tài quân sự, là dũng tướng, là tướng trận. Cuộc đời ông là câu chuyện dài về những chiến công lẫy lừng, với những trận chiến quyết định vận mệnh của cả dân tộc, như trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 hay chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975. Như vậy, ngoài Đại tướng Lê Trọng Tấn, trong danh sách những thiên tài quân sự nổi tiếng nhất châu Á đã ghi nhận hai vị tướng kiệt xuất của Việt Nam, khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục. Nói đến đây, quý vị có đoán được đó là hai vị tướng huyền thoại nào của dân tộc Việt Nam hay không? Nếu chưa, thì đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thứ nhất, đó là Lê Lợi. Lê Lợi là người sáng lập ra triều đại Lê, trở thành triều đại cầm quyền lâu nhất trong lịch sử của Việt Nam, từ năm 1428 đến năm 1788. Năm 1407, nhà Minh, Trung Quốc tấn công Việt Nam, chinh phục đất nước. Năm 1418, Lê Lợi bắt đầu lãnh đạo một đội quân để chiến đấu chống lại quân xâm lược Minh và đã chiến thắng vào năm 1427. Lê Lợi là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất từ thời Trung Cổ của lịch sử Việt Nam và là một trong những anh hùng vĩ đại nhất. Thứ hai, đó là Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ hay còn được gọi là Hoàng đế Quang Trung là hoàng đế thứ hai của triều đại Tây Sơn của Việt Nam. Vào thế kỷ 18, nhà Lê của Việt Nam nằm trong sự kiểm soát của hai gia đình phong kiến, lãnh chúa miền Bắc và lãnh chúa Nguyễn của miền Nam. Cả hai bên thường xuyên chiến đấu với nhau để kiểm soát quốc gia, trong khi tuyên bố trung thành với nhà vua. Nguyễn Huệ trở thành thủ lĩnh của cuộc nổi dậy Tây Sơn nổi tiếng, nơi ông đã đánh bại các vị lãnh chúa Trịnh và lật đổ nhà Lê. Hoàng đế Lê chạy trốn sang Trung Quốc và cầu xin hoàng đế viện trợ. Ông đã gửi một đội quân đến Việt Nam, nhưng chiến dịch đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn cho quân đội nhà Thanh. Ngày nay, Nguyễn Huệ được coi là một trong những chỉ huy quân sự thành công nhất trong lịch sử của Việt Nam. Thứ ba, đó là Tôn Tử. Tôn Tử được biết đến với cuốn sách Nghệ thuật chiến tranh, trong đó trình bày một triết lý chiến tranh để quản lý xung đột và chiến tranh trong các trận chiến. Cuốn sách được coi là một kiệt tác về chiến lược và thường được các tướng lĩnh nhắc đến và trích dẫn kể từ khi xuất bản. Tôn Tử và cuốn Thuật chiến tranh đã truyền cảm hứng và giúp nhiều tướng lĩnh quân sự đạt được thành công, bao gồm Napoleon và Tokugawa Ieyasu. Thứ tư, đó là Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn là một chỉ huy nổi tiếng ngay cả với người phương Tây. Thành Cát Tư Hãn là người sáng lập đế chế Mông Cổ, đế chế lớn nhất trong lịch sử. Ông đã chinh phục một số đế chế ở Trung Á, Đông Á, Á Âu, Đông Âu và Trung Âu. Ông đã đạt được kỳ tích đáng kinh ngạc này bằng cách hợp nhất nhiều bộ lạc du mục ở Đông Bắc Á và thông qua trí thông minh và chiến thuật quân sự xuất sắc. Thứ năm, đó là Di Xuân Xin. Di Xuân Xin là một nhà lãnh đạo hải quân Hàn Quốc trong chiến tranh Im Jin, người đã chiến thắng tất cả 2-3 trận chiến của mình bằng cách sử dụng các chiến thuật và chiến lược quân sự xuất sắc và vượt trội trong mọi mặt trận mà ông tham gia chiến đấu. Trận chiến Han Sando, trận chiến quan trọng nhất trong đó, khi hải quân đô đốc Di bị áp đảo bởi các tàu Nhật Bản, 56 tàu Hàn Quốc chống lại 73 tàu Nhật Bản. Nhưng Di đã chiến thắng nhờ các chiến thuật quân sự xuất sắc. Thương vong của Nhật Bản là 66 tàu bị phá hủy và hơn 9.000 binh sĩ thiệt mạng, trong khi Hàn Quốc không mất tàu nào và chỉ có 19 binh sĩ thương vong. Chiến thắng đáng kinh ngạc nhất của Di là trong trận chiến Nốt Giang, nơi ông thắng lợi hoàn toàn bằng cách đánh bại 333 tàu Nhật Bản chỉ với 13 tàu. Kết quả cuối cùng là 123 tàu bị vô hiệu hóa và bị phá hủy, cùng với 18.000 binh sĩ Nhật Bản đã chết, trong khi hạm đội của Di không hề mất tàu nào và hy sinh 36 binh sĩ. Đô đốc Di cũng được ghi nhận vì phát minh ra tàu rùa hiệu quả. Con tàu có đỉnh nhọn khiến việc quân địch bám lên tàu gần như là không thể và có đầu rồng ở phía trước có thể bắn ra đạn đại bác. Quý vị thân mến, nhắc đến những thiên tài quân sự lừng danh châu Á, chắc hẳn ai cũng đều biết đến Tôn Tử hay Thành Cát Tư Hãn đúng không ạ? Thế nhưng, sẽ thật thiếu sót nếu như chúng ta không nhắc đến hai vị tướng bách chiến bách thắng của dân tộc Việt Nam ta. Với tài năng xuất chúng, họ đã làm rạng danh đất Việt, viết nên những trang sử vàng chói lọi, tiếng thơm vọng mãi muôn đời. Sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị ấn tượng với vị tướng nào ạ?
hãy để lại bình luận bên dưới video của Vi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.